như Hồng Sâm thường nói với quý vị, nếu mình làm màu trắng là mình làm phải làm cho tới và phải có tiền trang trí và có tiền làm thì nó mới hoàn toàn được. Dĩ nhiên đó chưa là phải là một cái mà nhất, tại vì nếu mà nhất được thì sẽ có những cái chandelier rất là đẹp. Nhưng mà đối với cái số tiền mình xài và cái tiệm ngày hôm nay thì Hồng Sâm thấy là rất là tốt đôi cho cái số tiền mình xài. Thì đây là cái bàn hơi tay màu trắng. Thì khi mình bật cái bóng đèn lên nó có màu tím, thì hôm nay Hồng Sâm dùng cái màu tím cho cái bồn pedicure luôn. Thì nó nguyên một cái set. Đây là cái phát thạch 8 ghế màu trắng. Nó rất là đẹp. Quý vị không sợ là ghế màu trắng là dơ là tại vì ghế này là da elite, ghế elite này da ultra leather. Mình không có mình dơ mình lấy acetone mình chùi lược mình không có sao. Tuy nhiên nó là màu trắng thì mình phải cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Nó lâu cũ hơn. Rồi trên tường thì đây là những cái bông Hồng Sâm gắn lên. Tự vì sao? Cái design này Hồng Sâm muốn làm kiểu cái pamper, clean pamper. Thì mình cho những cái hoa lên cho nó girly một tí xíu. Thì cái bông này lúc mà mình mua thông thường không dám xài bông này để trang trí là tại nó 20 mấy đô một cái, nó rất là mắc. Nhưng mà hôm nay được on sale 9 đồng mấy một cái bông thôi. Thì cái bông này Hồng Sâm nó là màu trắng, nhìn nó buồn. Thì Hồng Sâm đã xịt cái màu silver có một xung quanh cái cánh của nó để lấy cái màu đó để nó làm cho nó khác đi với cái tường. Tại cái tường màu trắng thì mình muốn có một cái silver để là cái bông nó nổi lên và nó tạo cái 3D từ cái tường với cái bông. Sau đó Hồng Sâm cho bỏ kim tuyến lên để cho nó phản với cái đèn, nhìn cho nó sáng. Có nhiều cái Hồng Sâm làm theo, có nhiều cái làm nó không phải giải thích tại sao phải làm như vậy, có nhiều khi không cần phải làm như vậy. Nhưng mà đối với Hồng Sâm thì không phải là học nghề phong thủy nhưng mà có biết một chút xíu phong thủy, cho nên khi mà Hồng Sâm làm có những cái chỗ Hồng Sâm phải nhấn nhá bỏ những cái đồ gì đó để cho nó phản lại. Thì đó là một trong những cách Hồng Sâm bỏ kim tuyến phía sau đó, thay vì bỏ kiến, bỏ gương thì cái đó là nó là cái độ sáng này nó phản lại để tạo cái energy. Thì cái đó là cái kim tuyến bỏ lên, và khi kim tuyến bỏ lên rồi thì Hồng Sâm xịt keo lại. Make sure nếu quý vị nào muốn làm bắt chước làm ở nhà thì mình phải làm cho đúng cái loại cái bông nó bằng vải, cho nên mình phải xịt làm sao cho nó khéo, không thôi là nó thấm qua và nó làm đen cái bông đi. Cái package Hồng Sâm làm ở đây là toàn màu trắng hết, cái tông đi trắng nè, màu xám đậm và màu silver. Thì đây là cái tông ngày hôm nay Hồng Sâm làm, thì mình đã thay gạch và làm tường, thay đèn, coi như là thay tất cả mọi thứ, bàn ghế tất cả mọi thứ.